Ở đây người ta chọn 300 ml dung dịch có pH bằng 2 gồm có H2O3 và HCl. Ở đây mình để giá thành như sau. Nếu người ta cho bao nhiêu axit trong này cũng không ảnh hưởng. Nghe vậy nha. Bởi vì á, ở đây người ta cho pH bằng 2 mà nhỏ hơn 7 rồi. Thì cái nồng, cái đại lượng đặc trưng trong này đó là pH và nồng độ H cộng. Nồng độ H cộng sẽ bằng 10 mũ trừ pH, tức là bằng 10 mũ trừ 2. Còn hai, còn máy này nó cho bao nhiêu axit cũng không ảnh hưởng cả. Được chưa? Còn bây giờ trong này, trong này chúng ta có thằng này đúng không ạ? Đây là 3 giờ. Ở đây người ta kêu là thu được pH bằng 11. pH bằng 11 thì chúng ta phải đánh giá với con 7. Nếu nhỏ hơn 7 thì axit, mà lớn hơn 7 là 3 giờ. Như vậy điều này tỏ là 3 giờ dư. Sau vẫn thu được pH bằng 11, lớn hơn 7 là 3 giờ dư. Mà đại lượng đặc trưng cho 3 giờ không phải là pH mà là pOH. Em sẽ lấy 14, em trừ đi 11 là bằng 3. Từ đó em suy ra được nồng độ OH trừ là bằng 10 mũ trừ pOH, tức bằng 10 mũ trừ 3. Đây là nồng độ nó dư, đúng không ạ? Nồng độ dư bây giờ sẽ bằng gì? Bằng mol dư chia cho tổng thể tích. Mol dư đâu? Mol dư chúng ta sẽ lấy mol OH trừ ban đầu trừ đi mol H cộng phản ứng. Lấy 0,3 nhân cho A là mol OH trừ này, ban đầu này. Được chưa? Trừ đi mol H cộng. Đây, 0,10 mũ trừ 2 nhân cho 0,3. Nghe kỹ, nhiều bạn kêu dạ thưa thầy, trong này có hydro trong này, em có nhân hydro hay không? Thì đảm bảo các bạn là không, bởi vì chúng ta tính mol H cộng theo công thức là lấy thể tích nhân cho nồng độ H cộng. Còn bây giờ người ta cho H24 đi chăng nữa thì không ảnh hưởng, giống như bài trước mình đã có nhận xét cho bạn. Rồi, thì em sẽ chia cho tổng thể tích. Tổng thể tích chúng ta bây giờ là 0,3 cộng cho 0,3. Em nghe kỹ, ở đây mình đổi sang lít rồi nha. Còn nếu mình để ml thì dưới này là gì? Đây là mình để 300. Đây 300 thì đây 300 này, và dưới này là 600. Thế thôi. Từ đây em hiển nhiên em tính được A. Tính đi. A bằng bao nhiêu? Đùa. Tay bấm máy tính thi tay. 0,012 thầy. Ừ, nhanh quá ha. 0,012. Đó, bạn thấy không? Nó đơn giản mà, có gì đâu. Mấu chốt là mình phải hiểu là cái khi người ta cho hai, cho axit và cho 3 giờ mà người ta cho pH hoặc là cho gì đó, thì khi người ta cho pH rồi thì hãy nhớ cho thầy đó là gì. Cho pH rồi thì ở đây chúng ta sẽ tính được nồng độ H cộng. Dù người ta cho axit này có thể là HCl, H24 hoặc H2O3 thì cái chỉ số hydro trong này không ảnh hưởng. Nó ảnh hưởng khi nào? Khi người ta cho nồng độ của HCl, nồng độ của H24 và nồng độ của H2O3. Khi đó số mol H cộng chúng ta mới có ảnh hưởng. Còn trong bài toán này không ảnh hưởng, vì số mol H cộng sẽ bằng thể tích dung dịch nhân cho nồng độ H cộng, mà nồng độ H cộng được tính từ pH. Được chưa?